Bên mặt chi đắp qua Dạ, mặt xin em chào đừng bà cô chú đi chi. đừng có Xin nhan chào con. bà cô chú. Xin chào bà cô chú, sáng ra hôm nay em chi đắp mặt nạ nè. Chi thấy Út Diễm đắp mặt nạ, em chi cũng muốn đắp mặt nạ. Chị Hồi đừng có sáng nhan mặt giờ nhai nha. xinh xinh cho bằng được rồi, con nhắm mắt ngủ đi. Ừ. Trời ơi, hồi đẹp luôn nè, đừng có cười. Cười hỏi nhăn nếp nhăn luôn cho coi Ừ. coi. À, chuẩn bị lấy kéo cắt cắt lỗ tai chi luôn đi. Ừ, cắt luôn, đâu có No. nghe đâu, lỗ tai mà không có nghe lại mà để làm gì. À, cắt cái chi e nè, Đó rồi gắn vào mặt em. not listen. Nằm đây 1 tiếng nha, chưa mặt nạ gì, mặt Ừ. nạ gì em, Hàn Quốc hả, này collagen hay là gì, Next. collagen. Ủa, cái mặt chưa đủ mỡ sao còn xích collagen nhanh nữa. Mỡ có phải collagen đâu? Là collagen đó chứ gì. No. Mỡ là chất béo. Lấy tay cái gói làm gì chứ? Đứt cái lỗ tai nè. Rồi cho nhắm mắt lại đi. Chơi này không. Rồi. Con đừng đụng chừng vô mắt. Chụp hình gửi ba coi Mới em mới ở ha. À, cái hẻm này, cái nhà của chú này nè, trồng cây hoa quá trần luôn cô chú anh chị, quá trình cây kiểng luôn nè. Đây có cây khế mà cây mít có trái luôn nè, hay ghê á, mít có trái mọi người, cây xoài nữa, nhiều quá chừng luôn. Đi hướng này nè chị nè, để dẫn chị đi ăn trưa hả cô chú anh chị. Trong mấy cái hẻm nhỏ nhỏ này cũng có mấy cái quán bar Nhật nhỏ nhỏ nè mọi người, nhiều lắm. Chỗ này có một cái nhà hàng Nhật sẽ cho chị ăn, để mà coi menu cái đó, cho chị ăn mì udon xào với lại cá hồi áp chảo. Không ăn hả, giờ trưa rồi không ăn gì trời, không đói bụng hả, chín giờ muốn đi đâu, phải ăn trước rồi mới có sức đi con à. Nha nha, con nói con muốn ăn mì mà ăn không. Sao vậy? Quán này cũng dễ thương, chú đàn là last night, ăn hồi tối hôm qua tới bây giờ là trưa rồi bà ơi, đứng xếp ra đây cho xe đi nè. Thôi con đừng đụng rớt bể đó, lúc nãy em chị không chịu ăn ngoài kia con, chúng chị xong rồi đi vô trong đây. Đây có cái đồ gắt đũa cũng dễ thương, con mèo, chú mèo may mắn này chị nè, may mắn dễ thương chưa. Sushi qua thấy mọi người. Đây có mèo. Quá chừng mèo em chi mê luôn rồi. Quá chừng mèo nè. Chị thích mèo không? Trời ơi. Mày làm sao nó nhảy lên nhảy xuống hay vậy ta? Vui quá hả? Ở đây có một cái quầy sushi sashimi hắn của chú anh chị, quầy cá sống nè mọi người. Hai mẹ con ăn trưa hả cô chú chị? Cái này là có tempura tôm mọi người. Cái giấy để lót đó con à, cho thấm dầu á. Đây là mì udon xào bò của chú anh chị. Em chỉ có một nước ép dưa hấu. Đây nè. Để ta mình đi nha. Không có thể bóc tay đó chứ nhỉ. Mà mình có nước hiện lên rồi đó. Nơi của người ta này. Có của mẹ ở đây này. Cái ha về. Đã uống. Đi con à.
Nè con để đây vô xe cho mẹ đi. Chị mua mấy cái nước tẩy rửa nó về quê cho cha Kim xài hả cô chú anh chị? Ô. Cái này là tẩy rửa những cái vết ố, vết xét, vết hoàng gì nè mọi người. Nè chị nè. Chị có mua dầu gội nè, về cho cha Kim gội nè. Về quê để dành gội. Ở dưới quê cũng có nhưng mà tại sẵn mình đi cái mình mua luôn mọi người. Đi siêu thị này cũng lớn nè, mua đầy đủ hết trơn, xong rồi sẵn có xe chở về quê luôn. Lại Kim kiếm xem những cái gói gia vị, đồ gia vị gì đó, xong mua đem qua bển để dành ăn mọi người. Chị muốn cái đó đó hả? Ở đây bên bển cũng có, thì bển mua gì đâu con. Ở bển không có cái đó hả? Chị thích cái đó đúng không? Trời ơi. Rồi bỏ vô đi, mua về bển mùa hè làm kem chị ăn. Xay trái cây á cô chú anh chị, xay trái cây xong bỏ vô chị ăn. Ở đây Kim thấy mấy cái gì á, mấy cái này dễ thương đẹp quá nè. Mà cái này không phải thật cái mọi người, cái này giống như bằng nhựa mica hay gì đó cô chú anh chị. Đi chứ à. Rồi đi trước đi, coi có gì nữa không. Đi trước đi con. Không đẩy xe nữa hả? Chán rồi đó, bật cô chú. Ở đây cũng có ly nữa nè, cũng có ly tóc nữa nè. Một cái ly này cũng bán 99.000 xứ hết mọi người. Này cũng đâu có rẻ đâu cô chú anh chị, cũng bằng giá ở bển luôn. Bằng giá bên đám bển là trong siêu thị, giống như cái ly này là cũng 110 mấy ngàn cái ly này. Ở nhà ba có nhiều ly lắm, mày mua gì nữa con à? Đi nè, đi. Rồi đi 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 đi. Chị giờ không có đi xa nha con. Ở đây có bán cái chén gáo dừa nữa cô chú anh chị. Cái gáo dừa xứ dừa quê Kim 40.000 cái chén gáo dừa mọi người. Mà người ta đánh bóng lên bóng lưỡng nè, đẹp quá chừng nè. Mua cái gáo dừa này về cho em Chi ăn khỏi sợ bể. Đây cái rế này để nồi hả mọi người, 51.000. Này có cái sửng nè, cái sửng, cái xà gì đó, mình tre một chút gì đó hả mọi người, 60.000 cái này. Đây mấy cái này người ta gia công từ cây dừa nè cô chú anh chị, gỗ gì đó nè. Mà cái thấy cũng không có rẻ nha mọi người, ở Việt Nam cũng không có rẻ, 55.000. 50.000 cái muỗng. Cái này cái gì nữa đây? Tô tượng. Cái này không phải có màu con mới tô được. Con đâu có đem màu về đâu, chứ là về bản mua cũng được rồi con à, sách nhiều lắm. Rồi chị thích cái nào thì lấy đi. Cái đó đó hả? Cái này bộ muỗng để inox 67.000 cho em bé. Chị thích này cô chú anh chị mua về bản cho chị đi dành ăn cơm cũng được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cây quá trời, nó mê quá trời, chú chị chuối, chuối to quá rồi chị nè, ôi mà chán, chuối dụ như sầu riêng nữa kìa, cái sầu riêng nó to vậy sợ luôn á, 166.500 đồng một ký sầu riêng, bưởi nè, dưa hấu. Như gan như lê này to ghê luôn á, tôi đủ đủ bự quá chuẩn bị luôn. Rồi cảm ơn chị. Ra tính tiền về mà cô chú ơi, bây giờ 40 tuổi rồi mọi người. Hai mẹ con quần ở trong siêu thị quá trời lâu luôn. Chúng chi mệt mỏi luôn rồi cô chú anh chị. Đây con mắt phải để tứ phía mới đi được. Thì cả nhà Kim đi ăn tối của chú anh chị. Hôm nay Kim ăn bún đậu mắm tôm hết mọi người. Cái đường này nó hẹp quá chừng. Ơ tới rồi nè, bún đậu mắm tôm nè. 25k thôi hả? Ơ cái quán ngồi, cái ghế ngồi dễ thương quá ha. Đây có cái bức tranh này đẹp. Để lên cho bác. Rồi cảm ơn. Chén này của chị nè. Đường thấy chưa? Chú Hảo muốn phở ra cho Chi đi. Để hỏi chú kia có được nữa không? Có nĩa đằng kia kìa. Lấy cho Chi biến thịt nữa nha chú Hảo. Tôi đã có hết Chi rồi đó. Ngon quá. Làm cái nước phở cho đục. Ta nấu phở ở trong luôn. Ta này đục đục. Nghe ngớt không? Chuyên nghiệp quá vậy.
Ngon chưa? Không nước nữa đâu. Mang vậy đó. Ăn xong rồi hòm hết nước sao? Này có cái bàn ghế này nhìn đẹp ha, nhỏ nhỏ nhưng mà sạch sẽ. Lùng cái ghế gỗ này là nhìn sạch sẽ. Cú đậu phóng tôm rồi để sẵn mấy cục kẹo ăn cho thơm miệng luôn rồi nè. Hay quá à. Cho thơm miệng, chút ăn mắm xong rồi. Ăn xong rồi mình ăn cái cát miệng. Dạ. Này có đồ hủ hả cô chú anh chị, thịt luộc nè. Cái này là giống như giò hả em? Cái này dưa leo nè, rau cũng đủ loại rau này ăn ngon nè. Cái này là gì? Chả cơm. Chả cơm, chả giò hả? Cái này là gì? Chả nữa hả? Cái này là nem. Nem. Cái này là dồi. Cái này chả ram. Chả ram. Cái này chả cơm. Chả cơm. Thịt. Thịt luộc này giò hả cô? Giò đó. Giò, đậu hũ nhìn ngon quá. Bún. Màu trang trí một cái xà này rất là đẹp luôn mà ngăn nắp gọn gàng như xà luôn á cô. Lần nào con mới ăn ở đây luôn đó. Con ăn không? Con muốn cho gia vị cho thế. Không sao. Đây nè, cái này hồi nãy là cô nói là chả gì? Qua này. Chả ram. Chả cơm đây. Không, chả ram đây. Không, chả ram đây. Chả ram đây nè. Vậy hả? Chả ram đây. Bún. Chị ăn bún thôi con. Ăn cái lấy cái miếng ngoài đây trước nè chị nè. Được rồi. Có đậu hũ, trang thử đậu hũ đi. À, chị ăn chả giò được mà. Đậu hũ. Chấm vô ra. Chấm vô rồi ăn đi. Ăn đi một miếng rau nữa, kèm cho miếng rau mới ngon. Đậu hũ này chiên còn nóng luôn đó cô chú anh chị. Nóng giòn ngon lắm. Ừ. Ở trong có miệng nha. Giờ rụng hả chứ? Chị kéo cái thích vô rồi, kéo cái kia chị. Uống cà phê muối nha cô chú anh chị. Đây cà phê nè. Trà sữa nè mọi người. Tạp tắc trà sữa. Trái cây. Từng cái món ăn nhẹ cô chú anh chị. Sài Gòn mình bây giờ cũng trả qua thẻ. Trả qua mã này nè cô chú anh chị. Mã QR đó. Trả thẻ trả mã QR. Bây giờ ra đường người ta ít cầm theo tiền đó mọi người. Như vậy nó sẽ tiện hơn nè cô chú anh chị. Chị vui quá à, chị đi chơi chị về Việt Nam vui không? Chị thích không? Rồi con rồng nó lớn, cái chị kìa, con rồng nó bò nó quấn quanh cái nhà luôn chị ơi, chết rồi. Nó túng cái đuôi ra kìa chị, cái đầu nó đâu? Ồ dạ, đẹp quá à. Em có ly cà phê muối ha cô chú anh chị. Cái này cà phê con đâu uống được đâu. Ngon.
Chúng ta cần đọc chết thích dẹp 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 bưng nước đi, bưng nước vô trong. Lẹ lên phụ không? Giọng phụ không? Hả? Chết thai đi ấp con. Dọn dẹp. Về nè chứ nè. Có làm thuốc gừng nè. Ủa cái tay có giống thuốc gừng hay sao còn làm thuốc gừng? Hay vậy ba. Đi về ngủ con à. Mai đi chơi tiếp. Đi. Bây giờ quán nó đông khách rồi. Quay chết rồi. 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 Chết rồi.